Tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 nữ mạng, năm 2022 muốn giàu có vất lên nhanh chóng, cần phải xem hết video này. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình kênh Tử vi Phong thủy Gia Cát, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông may mắn quý vị nhé. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng mong có được cuộc sống giàu sang, phú quý. Thế nhưng cuộc đời lại không đơn giản như vậy. Cần phải có những thử thách chông gai để chúng ta vượt qua khi bước đến con đường giàu có. Và chính vì thế, để nắm bắt được vận mệnh của mình thì việc xem tử vi cho tuổi Mậu Dần 1998 nữ mạng là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Xem tử vi tuổi Mậu Dần 1998 nữ mạng trong năm 2022 sẽ giúp cho quý vị nắm bắt được những điều tốt đẹp và những điều xấu sẽ xảy đến với mình trong năm 2022 Nhâm Dần, và từ đó có những phương án xử lý, đón cát, tránh hung, mang lại tài lộc và may mắn cho gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 nữ mạng. Phần lựa giải tử vi ngày hôm nay được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát. Vậy nên đây là số sẽ chính xác và hết sức chi tiết. Qua phần lựa giải này, thầy sẽ chỉ rõ cho quý vị những việc cần làm và những điều cần tránh trong năm 2022 Nhâm Dần, giúp cho gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 nữ mạng có được những bước đi vững chãi đến thành công trong năm mới. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe về tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Tổng quan vận mệnh tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 nữ mệnh trong năm 2022, xét về vận hạn năm Nhâm Dần 2022, Mậu Dần sinh năm 1998 nữ mệnh gặp phải sao chiếu mệnh, sao Thái Dương, vận hạn địa võng, hạn tam tai. Năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 nữ mệnh không phạm tam tai, hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc, kim lâu, không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Dần gặp Dần bình ổn, tuy nhiên chớ coi thường sự ảnh hưởng của thái tuế. Xét về mối quan hệ thiên can Mậu Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy là thất sát. Trong năm nay các gia chủ tuổi Mậu Dần nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề khiến mọi chuyện tốt đẹp yên bình. Trong năm Nhâm Dần 2022, gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 cần phải chú ý tháng Mậu Thân, tháng 7 âm lịch từ ngày 29 tháng 7 đến 26 tháng 8 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 và những ngày này cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đáng có ập tới. Xem sao chiếu mệnh vận hạn và cách hóa giải cho Mậu Dần sinh năm 1998 nữ mệnh. Trong năm 2022, nữ mệnh Mậu Dần sinh năm 1998, năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương chính là mặt trời thuộc hành hỏa, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này nhờ vượng khí cát lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Khi sao Thái Dương chiếu đến sẽ có những tác động đến mệnh chủ như làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, là hai tháng đại cát. Hóa giải, làm lễ cúng sao giải hạn vào 11 giờ đến 13 giờ ngày 27 âm lịch hàng tháng, vì thời điểm này là khoảnh khắc sao Thái Dương đăng viên chiếu sáng nhất. Chính lúc này sẽ có Đức Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân giáng trần. Chuẩn bị đồ cúng gồm hương hoa, trà quả, nước, trầu cau, 12 ngọn nến, đinh tiền vàng, mũ vàng và muối gạo. Lưu ý đồ lễ tất cả phải màu vàng, trường hợp có màu khác thì phải dùng giấy có màu vàng bọc vào. Chuẩn bị bài vị có màu vàng ghi chữ Đức Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời chủ về nhiều điều tốt đẹp, nhưng có điều sao này có phần kỵ và mang tai ách đến cho nữ giới. Mặc dù không quá nặng, nhưng nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao Thái Dương nhằm mục đích hóa giải tai ách. Cụ thể, nên đeo những trang sức hay đá quý có màu vàng hoặc màu nâu như đá thạch anh tóc nâu, thạch anh tóc vàng. Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 nữ mệnh
năm nay gặp hạn địa võng. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Có nghĩa là người nào gặp phải hạn này đều gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, gặp nhiều rắc rối thị phi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu nhầm, muôn đời mang tiếng xấu. Điều này khiến tâm trạng người gặp hạn trở nên đau khổ buồn phiền. Khi gặp phải hạn này thì các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Không nên quá tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ. Chẳng may tai bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Hóa giải, để giảm bớt ảnh hưởng của hạn địa võng, gia chủ chú ý không nên đi ra khỏi nhà vào khi trời tối. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra là rất nguy hiểm. Nhẹ thì hoảng sợ, tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu. Nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng hoặc thậm chí là cái chết. Song đó gia chủ không nên cho người lạ mặt vay tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Quan trọng hơn, gia chủ cần phải thành tâm, sống hướng thiện, thường xuyên đi qua chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe, dồi dào. Tổng kết tử vi tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998 nữ mệnh, trong năm 2022 nhâm Dần. Về sự nghiệp, năm nay tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 rơi vào cung trực thái tuế, vì vậy sự cạnh tranh trong công việc tương đối cao, khát vọng phấn đấu trong sự nghiệp mạnh. Người tuổi Mậu Dần năm nay không nên quá đề cao bản thân hoặc đứng mũi chịu sào. Năm nay có tướng tinh nhập mệnh nên được quý nhân phù trợ, cơ hội sẽ tới liên tục. Những người có năng lực quản lý có thể tích cực học tập cũng như tập trung phát triển sự nghiệp. Với các bạn đang còn đi học, cần phải nỗ lực không ngừng học tập để đạt được kết quả cao ngoài dự kiến. Sự nghiệp có thể ở vùng trũng trong năm 2022. Khi là người mới đi làm tại nơi làm việc, bạn sẽ phải học rất nhiều thứ và có thể thường xuyên đi vào ngõ cụt trong công việc hoặc gặp sự từ chối giúp đỡ. Để công việc được hanh thông thuận lợi, quý gia chủ tuổi Mậu Dần cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, giúp gia chủ bình an, khai sáng trí tuệ, thông khai con đường quan vận và sự nghiệp cho gia chủ. Về tài chính, vào năm 2022 tuổi Mậu Dần rơi vào năm bản mệnh, tài vận tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, năm nay không có quá nhiều thu hoạch, chi nhiều, thu ít nên hạn chế đầu tư cho vay hoặc hợp tác làm ăn. Khi bước vào lĩnh vực làm ăn mới cũng cần phải hết sức cẩn thận, nên lấy sự ổn định làm đầu, tránh phá tài phá của. Cần tìm hiểu kỹ càng lĩnh vực chuẩn bị đầu tư để đưa ra những chiến lược phù hợp. Chỉ nên đầu tư vào những ngành nghề mà mình hiểu rõ để tránh rủi ro có thể xảy ra. Về sức khỏe, Mậu Dần sẽ không gặp vấn đề nghiêm trọng, nhưng nếu bạn trải qua một cuộc phẫu thuật lớn hoặc chưa khỏi bệnh, hãy chú ý hơn đến sức khỏe của bạn vì nó có thể quay trở lại. Mặc dù bạn còn trẻ và có sức khỏe tốt, nhưng đừng lạm dụng. Tuổi Mậu Dần năm nay gặp thái tuế khiến cho mọi việc trở nên bất lợi, phát sinh nhiều sự việc ngoài ý muốn, sức khỏe giảm sút, các mối quan hệ xấu đi, dễ mắc những điều tiếng thị phi. Cùng với đó, trong năm nay do thiên khí và địa khí có phần xung khắc nên sẽ có thể dẫn tới mệnh chủ gặp phải các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Mệnh chủ sẽ cần phải hết sức giữ gìn sức khỏe của mình và người thân trong gia đình mình. Vì tính cách khá chịu khó chăm chỉ làm việc nên nhiều khi những người tuổi Sửu bị hao tổn quá sức, làm nhiều mà không biết hưởng thụ cũng là một nhược điểm của bản mệnh. Khi còn trẻ, ta hãy cố gắng hết sức, còn khi về già, quý gia chủ nên để cho tuổi già của mình được hưởng thụ, không nên chỉ dành cả đời để làm lụng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, chạy chữa tốn tiền mà vẫn mắc nhiều bệnh. Nếu có thời gian, nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cũng cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998. Về tình cảm gia đạo, năm nay tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 khuyết đào hoa tinh, lại là năm trực thái tuế nên phương diện tình cảm có nhiều biến động. Đối với gia chủ đã có gia đình thì cần phải tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến cho đối phương cảm thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Người tuổi Mậu Dần đã kết hôn do ảnh hưởng của thái tuế, dẫn đến có nhiều sự thay đổi,
cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Cần giữ thái độ bình tĩnh để giải quyết vấn đề của gia đình mình. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe, dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộng, từ đó dẫn tới rạn nứt tình cảm gia đình. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Đối với những mệnh chủ còn đang độc thân, cần phải chú ý, đừng để vì áp lực công việc mà đánh mất tình cảm của mình. Cần phải chú ý cân bằng giữa công việc và tình cảm, tránh trường hợp mất cân bằng để hối tiếc về sau. Cần chú ý dành nhiều thời gian cho người yêu, người sẽ đi cùng mình trên quãng đời còn lại nhiều hơn. Các gia chủ nên đem theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998 nữ mệnh để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Luận tử vi tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998 nữ mệnh theo tháng âm lịch năm 2022, tháng 1, đón xuân đầu năm cùng gia đình, trong tháng này sẽ gặp được những niềm vui bất ngờ. Tháng 2, tháng này quý bạn đón vui trong nội tộc về việc cưới xin, hỷ tín hoặc công việc của con cái gặp nhiều may mắn. Tháng 3, đây là tháng tuổi Mậu Dần có lộc về mặt tiền bạc, chủ yếu do người khác đưa tới. Tuy nhiên quý bạn lưu ý bệnh máu huyết trong tháng này. Tháng 4, tháng này mọi việc của các gia chủ sinh năm 1998 nữ mệnh diễn ra cơ bản bình thường, không nhiều biến chuyển. Bên cạnh đó gia chủ chú ý các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tháng 5, có thể bị kẻ xấu nói xấu sau lưng trong tháng này và nhiều chuyện buồn đưa tới khiến cho quý bạn phải suy nghĩ nhiều. Tháng 6, cần chú ý khi đi ra ngoài, dễ gặp tai nạn bất ngờ. Tháng 7, đây là tháng mọi công việc của người tuổi 1998 nữ mệnh không được tốt như mong muốn. Trong tháng này nếu di chuyển đi xa thì cũng cần phải nên lưu ý. Tháng 8, được hưởng âm phúc của tổ tiên, sức khỏe quý bạn rất tốt trong tháng này. Tháng 9, trong gia đạo, các gia chủ tuổi Mậu Dần có nhiều bất hòa trong tháng này. Khi đi ra ngoài cẩn thận xe cộ đi lại. Tháng 10, có tin vui về công việc. Tháng 11, tháng này mức chi tiêu quá nhiều, tiền chủ yếu cho thuốc thang chữa bệnh. Tin vui là bệnh tình chuyển biến tích cực. Tháng 12, tháng cuối năm, gia đình hòa thuận, êm ấm. Thưa quý vị, vậy là chúng ta cũng phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Mậu Dần 1998 trong năm 2022 Nhâm Dần. Chắc hẳn là quý vị cũng đã biết rằng mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ để cho cuộc sống của mình thay đổi, lên đời, đổi vận, nhanh chóng giàu sang quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.